Sau thời gian úp mở dự án khủng, Mỹ Tâm đã khiến hàng triệu khán giả vỡ òa cảm xúc khi chính thức ra mắt đứa con tinh thần thứ 9 trong sự nghiệp ca hát. Album mang tên Tâm 9, ngoài hai bản hit triệu view Đừng Hỏi Em và Đâu Chỉ Riêng Em, hơn 10 ca khúc còn lại đều là những sáng tác mới toanh do Mỹ Tâm cùng 4 nhạc sĩ Đức Trí, Khắc Hưng, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh mất nhiều tâm sức để thực hiện. Điều đặc biệt hơn, nữ ca sĩ còn cất giấu một bí mật dành tặng fan hâm mộ. Ngày cuối cùng là Khắc Hưng mới gửi cho mình bài Mày Hãy Quên Tao Đi. Là thì cứ là lúc đó thì mình nghĩ rằng là trời ơi, cái bài này lúc đầu là tính mà sợ không kịp, nhưng mà sau đó là kịp. Nhưng mà album của mình tới 13 bài là không được, đúng không? Khi mà 13 bài không được thì mình nói là thôi bây giờ mình sẽ giấu một bài, mình làm 12 bài thôi, để khán giả cảm thấy rằng là sẽ không có bài đó, nhưng mà mình cứ ra vậy đó. Xong rồi khán giả sẽ cảm thấy là ôi chắc chắn không có bài này rồi ta, buồn quá, nhưng mà thực ra là giấu vào trong đó. Bài hát bí mật Người Hãy Quên Em Đi cũng chính là ca khúc được mong đợi nhất những ngày qua, với vũ điệu say rượu cực kỳ dễ thương. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã có buổi trình diễn đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phục vụ khán giả hoàn toàn miễn phí, giới thiệu những bài hát mới nhất trong album. Hàng ngàn người đã phủ kín phố đi bộ để thưởng thức món quà đặc biệt từ họa mi tóc nâu. Ngay từ lúc chính thức mở cửa thu phí trở lại vào sáng ngày 30 tháng 11, sau gần 3 tháng tạm ngưng khi bị các tài xế và dư luận phản đối do cho rằng trạm đặt sai vị trí và thu phí quá cao, trạm thu phí BOT quốc lộ 1 Tiền Giang, gọi tắt là trạm BOT Cai Lậy, tiếp tục vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ tài xế bằng cách trả tiền lẻ mệnh giá 200 và 500 đồng. Thậm chí, các tài xế còn bắt nhân viên trạm thu phí thối lại 100 đồng. Điều này đã gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều cây số, buộc BOT Cai Lậy trong 4 ngày phải hơn 20 lần phải xả trạm. Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang cũng vào cuộc bắt giữ một tài xế tên Phương để điều tra hành vi gây rối, gây ức chế thêm tình hình. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi rạng sáng ngày 2 tháng 12, bất ngờ xuất hiện nhóm người nghi là giang hồ được thuê đến để đe dọa các tài xế trả tiền lẻ. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, khi hàng chục tài xế cùng nhau truy tìm đối tượng được xác định tên Đầy ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, vốn làm nghề chạy xe ôm, yêu cầu phải ra xin lỗi. Các tài xế cho rằng nếu anh ta khó khăn mà làm việc không hay này thì các tài xế sẽ giúp tiền làm nghề khác. Bức xúc về chuyện giang hồ bất ngờ xuất hiện can thiệp vào chuyện dân sự, hiệp sĩ Nguyễn Việt Xin cùng các đồng đội nhóm hiệp sĩ thành phố Hồ Chí Minh cũng lên tiếng sẽ xuống Cai Lậy để hỏi vì sao có chuyện kỳ lạ này. Người mẹ già của Đầy cho biết gia đình bà rất nghèo và vừa được người ta cho mấy chục triệu để xây nhà để Đầy làm chuyện đó và mong các tài xế bỏ qua. Thế nhưng cho đến nay, Đầy cùng những người trong nhóm đã trốn biệt, hiện chưa có tung tích. Đỉnh điểm của căng thẳng là vào hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Tấn Tú, 36 tuổi, chủ công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh tại thành phố Cần Thơ để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích khi chém bị thương một tài xế tìm đến công ty để hỏi chuyện vì sao tiếp tay cho chủ đầu tư cẩu xe phản đối trạm thu phí. Và như vậy, sau 5 ngày mở cửa thu phí, đã có người bị bắt, có người đã đổ máu và cũng có người phải trốn chui, trốn nhủi vì sợ trả thù. Riêng chủ đầu tư BOT Cai Lậy thì cho rằng đây chỉ là chuyện mâu thuẫn cá nhân và vô can trong chuyện thuê mướn giang hồ hay đâm chém nhau. Trong khi đó, hàng loạt tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên cũng lên tiếng hỏi Bộ Giao thông Vận tải chờ đến bao giờ để chấm dứt tình trạng giằng co căng thẳng trên trục đường huyết mạch quốc gia này. Báo Tuổi Trẻ sáng nay đã chỉ rõ là ông Nguyễn Văn Thể khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là người đã ký quyết định phê duyệt dự án và đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy được cho là nhầm chỗ trên quốc lộ 1. Chính vì thế, hiện nay, ở cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông nên di dời trạm này đúng vị trí của nó cho hợp lòng dân. Trong một diễn biến khác, ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cũng cho rằng nhà nước nên mua lại tất cả dự án BOT trên quốc lộ 1 để quản lý công khai minh bạch hơn và ai sai người đó phải sửa. Người dân phải gánh phí khi họ không sử dụng dịch vụ là điều phi lý. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa có được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tình hình trạm thu phí BOT Cai Lậy và sớm giải quyết, không để kéo dài tình trạng như đang diễn ra. Chẳng phải máu mủ tình thâm, nhưng vì niềm xúc động mãnh liệt với những đứa trẻ nghèo ham học, anh Nguyễn Thanh Tuấn đã tự nguyện nhận về mình thiên chức làm cha. Để chăm lo cho một đứa trẻ là đã khó, huống hồ anh có hơn 30 đứa con, mỗi tháng phải chu cấp tiền ăn học từ 500 đến 1 triệu đồng.
đó là chưa kể đến hàng trăm trường hợp khác được anh tiếp sức đến trường. Tuấn kể, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí tự anh trích ra từ việc kinh doanh quán cà phê của mình. Sau đó được sự hỗ trợ của nhiều người, anh thành lập hẳn câu lạc bộ để mở rộng hoạt động. Hiện quỹ học bổng do anh khởi xướng đã giúp sức cho nhiều đứa trẻ tại Vĩnh Long và một số tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Do sức thân bản thân thì cũng từ gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn, các anh chị em đâu phải đi mò cua bắt ốc rồi để có tiền để đi đến trường cũng như là đi ginh gạch mướn, làm những cái công việc của những cái người lớn chứ không phải là của trẻ em. Rồi sau này là cuộc sống gia đình dần thì cũng ổn định hơn, thì nên là chúng cái nhìn thấy lại những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì tôi mới thấy được cái giống mình ngày xưa. Rồi mới kết nối được có nhiều tấm lòng nhân ái trong ngoài nước để là cùng chung tay san sẻ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ được anh Tuấn hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt, đa phần được xuất thân trong những gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm hoặc không có tiền đi học. Ngoài giúp đỡ về vật chất, anh còn nhận các em làm con nuôi. Một số em vì gia đình nghèo, anh còn hỗ trợ xây sửa nhà. Không đất sản xuất, mỗi ngày vợ chồng chị Hồng Phúc phải đi làm mướn kiếm ăn qua ngày và phải lo cho ba đứa con đang tuổi đến trường. Chuyện xây cất lại nhà, dù chỉ là cột cằm lợp lá, vẫn là điều quá tầm đối với gia đình chị. May mắn thay, sự giúp sức của anh Tuấn qua chương trình Ngôi Nhà Nhân Ái đã làm thay đổi cuộc sống gia đình chị Phúc. Anh cũng xuống anh động viên, anh nói thấy hoàn cảnh chị nhà cửa vậy đó, chị ấy em ráng em lo chị có cái nhà để khi mến nhỏ có che nắng che mưa học hành có chỗ ở, cũng mừng dữ lắm. Bữa anh nói mà ngủ cả đêm ngủ không được, khóc nữa, mừng quá trời mừng, làm gì biết có tiền không, có nhà nữa, biết suốt đời biết có không. Thì anh Tuấn là một người là giàu lòng nhân ái, đầy nhiệt huyết. Ảnh đến với các địa phương, ảnh đi từng nơi, rồi ảnh hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, rồi thương yêu, giúp đỡ những người nghèo khổ, khó khăn. Trong suốt 4 năm hoạt động, anh Tuấn cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đóng góp trên 14 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện. Không chỉ chấp cánh để những đứa trẻ chạm tới ước mơ con chữ, anh còn lên kế hoạch xây cầu, mở đường, thực hiện hàng trăm công trình phúc lợi xã hội. Với chàng trai này, niềm hạnh phúc chính là được thấy người dân và các em học sinh đến trường trên những con đường mà anh đã góp công tạo nên. Tất cả cái công việc gì trên đời phải đều có tâm, có tầm và phải có một cái kế hoạch. Thì mình cũng đang xây dựng một cái đội ngũ kế thừa. Thì mình muốn là tất cả các lớp trẻ, các sinh viên hay đoàn viên thanh niên thì cũng sẽ cùng chung tay với mình để thực hiện cái ước mơ hoài bão cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Dành trọn tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, anh Tuấn tâm niệm là mong muốn được kết nối với những cá nhân có tấm lòng nhân ái trong xã hội. Với anh, mọi việc đều cần sự nỗ lực, lắng nghe và kết nối với những người xung quanh. Điều đó sẽ mang lại sức mạnh cộng đồng, sức mạnh đoàn kết để đi đến những mục tiêu trong tương lai. Với cách suy nghĩ tích cực đó, chúng tôi thầm cảm phục chàng trai trẻ này trong hành trình thiện nguyện của anh. Kể từ ngày trạm thu phí quốc lộ 1A đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2016, cũng là lúc con đường nông thôn hơn 6 km nối phường Ba Láng đến phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đi về trung tâm huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trở thành trục lộ chính. Ngày ngày con đường này phải gồng mình chịu đựng hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lượt xe né trạm thu phí. Từ sáng đến tối, các loại xe đủ loại cứ sầm sập nối đuôi nhau bất chấp biển báo ở đầu con đường. Có mặt tại đây, chỉ trong vòng 30 phút, phóng viên Tin Khó Tin đã ghi nhận được gần 100 lượt xe qua lại. Sau gần 2 năm bị cày xới, hiện nay con đường chi chít ổ voi. Xe tải nó chạy quá chừng luôn, chứ đây bụi bặm quá chừng luôn, rồi là đường lộ nó sụp đồ đó, xe tải đi nhiều lắm. Nhiều hơn xe Honda mình mà nó chở tấn nặng đó. Nhiều khi xi măng đồ với... cát đồ đá đồ đó, ngày nào cũng có xe tải lưu thông nhiều từ sáng đến chiều tối luôn,
đi giết rồi đường xấu luôn vậy đó. Lúc trước ở đây nó có một cái hố lớn lắm, cũng có từng xe tai nạn, tại người ta chạy người ta không thấy đường, người ta né đó, cho nên họ té rất là nhiều. Rồi ngày nào cũng đi tới đi lui vậy, giết rồi cái đường nó xấu đi rồi bụi bặm nữa, cũng ảnh hưởng dân. Thời gian dài, người dân chỉ mong con đường nông thôn được trả lại hình hài đúng nghĩa, chứ không trở thành quốc lộ như chuyện vẫn y như cũ thế này. Chuyện gì đang xảy ra trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang thế này? Quý vị hãy nhìn cảnh bò mẹ vuốt ve âu yếm chú bò con, còn chú bò con ngoan ngoãn chui trúc vào bò mẹ. Sau đó cả hai đánh giấc ngon lành cả tiếng đồng hồ ngay giữa mặt đường, khiến các loại xe cộ phải né tránh. Khổ nhất là các tài xế xe lớn, do né tránh hai mẹ con bò đã suýt va vào giải phân cách. Còn các em học sinh khi né tránh bò buộc phải chạy vào làn đường ô tô rất nguy hiểm. Tình trạng nuôi bò thả trong không chăn dắt để bò tự tiện ra đường vô tư xây giấc nồng như thế này xảy ra ở rất nhiều nơi, nhưng hiếm khi bị ngành chức năng xử lý. Có tất cả 5 đại ca mèo đang tâm tia chú chuột. Phen này chắc chết rồi nha. Vĩnh biệt em tí. Ô, chuyện gì đang xảy ra? Chú chuột không hề sợ hãi, thậm chí còn tấn công cả mèo, khiến cả băng đảng mèo giặt cả ra luôn. Cũng vài lần đại ca mèo vàng với ca mèo đen cũng định thể hiện, nhưng chú chuột nhắt này thuộc hàng yêu quái nên tất cả đành muối mặt chịu thua. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, chợ chuột ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất được xem là khu chợ có 102. Chợ bắt đầu họp từ 4 giờ chiều và kết thúc khi trời sẫm tối. Những con chuột thui rơm béo vàng được bày bán la liệt có giá từ 100 đến 120 ngàn đồng một ký. Mỗi ngày một người tà tà bắt chuột cũng bỏ túi vài trăm ngàn, còn người bán cũng bỏ túi rủng rỉnh từ 500 ngàn đến 1 triệu. Ban đầu chợ chuột chỉ có vài người nhưng sau này trở nên rất đông đúc, gần như họp chợ quanh năm. Nhưng đông nhất vào thời điểm này khi mùa săn chuột bắt đầu, các hàng quán cũng hoạt động tấp nập, lái buôn khắp mọi nơi đổ về bởi chuột. Made in chợ Canh Nậu giờ đã là một thương hiệu rồi nha quý vị. Cách đây 5 năm, thầy giáo Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học dân tộc bán trú Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi, tình cờ bắt gặp được cậu bé Đinh Văn Rế, 3 tuổi, mà nhỏ xíu như em bé mới sinh. Năm Rế tròn 7 tuổi, thầy Cương đón em về sống chung và ân cần chăm sóc em như người cha chăm con mọn. Đi đâu, thầy Cương mang Rế đi cùng, đến tận thủ đô với hy vọng tìm ra nguyên nhân bệnh tình khiến em không phát triển bình thường bao nhiêu năm qua. Sau 2 năm sống cùng thầy Cương và trong tình yêu thương bạn bè, hiện Rế cao 58cm và nặng chưa tới 4kg và đã biết nói tiếng dạ đầu tiên cũng như viết được chữ O số 1. Hiện cuộc chiến tìm nguyên nhân căn bệnh của hai thầy trò, hai cha con vẫn gian nan phía trước, nhưng viết nên câu chuyện cổ tích diệu kỳ khiến ai nghe qua cũng phải rưng rưng. Có chiều cao 60m, tòa nhà Lương thực Thế giới sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để sản xuất 500 tấn thực phẩm hữu cơ hàng năm trong một môi trường khép kín, sạch và có khả năng kiểm soát khí hậu. Ít hơn một nửa năng lượng được dùng trong sản xuất thực phẩm của tòa nhà sẽ được thu lại và tái sử dụng để làm ấm sàn nhà văn phòng. Công ty Plantagon ước tính rằng tòa nhà Lương thực Thế giới có thể giúp tiết kiệm được 50 triệu lít nước và giảm phát thải 1.000 tấn khí CO2 so với hệ thống canh tác nông nghiệp truyền thống. Cảnh đàn cá voi trắng khoảng 800 con, gồm cả con non và con trưởng thành, di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn ở Lancaster của Canada để thay da chết và sinh con. Tổ chức bảo vệ thiên nhiên Sea Legacy đã ghi lại cảnh tượng tuyệt đẹp này nhằm minh chứng tầm quan trọng của băng biển với con người và sinh vật hoang dã. Sea Legacy mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và có ý thức bảo vệ môi trường.